vật ăn cỏ. Các bạn có biết con voi là động vật trên cạn lớn nhất thế giới? Vậy con voi ăn gì nhỉ? Con voi ăn cỏ. Thế còn loài lớn thứ hai đó là tê giác trắng. Chúng ta là động vật ăn cỏ. Tiếp sau tê giác trắng là hà mã, hươu cao cổ. Đây cũng đều là những loài ăn thực vật. Cỏ là nguồn thức ăn của rất nhiều các loài động vật. Video này chúng ta hãy cùng tìm hiểu một vài loài động vật ăn cỏ, động vật quen thuộc các bạn nhé. Con ngựa. Ngựa là loài động vật ăn cỏ, chủ yếu ăn các loại thức ăn khô, dạng sợi như cỏ. Khi cần thiết, chúng cũng ăn cả các loại thức ăn có nguồn gốc thực vật khác như lá, quả, vỏ cây. Bộ răng của chúng gần như hoàn hảo. Với các răng cửa, chúng ngăn cách được gặp thức ăn và các răng hàm để nghiền thức ăn. Ngựa là loài động vật không nghe lại, vì vậy chúng chỉ có một dạ dày. Một con ngựa nặng 450 kg, mỗi ngày ăn khoảng 7-11 kg thực phẩm. Con dê. Thức ăn cho dê rất đa dạng, gồm các loại cây bụi, cỏ trần, cỏ mọc tự nhiên, các loại lá cây như so đũa, mít, chuối, sầu đâu, rau dậu, dâm bụt, phế phẩm nông nghiệp như rơm, thân cây ngô, ngọn mít, dây đậu, các loại củ quả như khoai lang, bí đỏ, chuối, thức ăn tinh, thức ăn khoáng.
của chúng là những loài cỏ mọc ở cánh đồng, thảo nguyên. Ngoài ra, hà mã còn rất thích ăn các loại trái cây như chuối, táo và dưa hấu. Chúng thường ngâm mình dưới nước trong 2/3 khoảng thời gian mỗi ngày. Sau đó, hà mã sẽ lên bờ để tìm cỏ. Con ngỗng. Ngỗng nhà là loại gia cầm dễ nuôi, hay ăn, chóng lớn, ít mắc bệnh. Ngỗng là loài gia cầm khá phàm ăn. Các loại thức ăn được sử dụng trong chăn nuôi ngỗng gồm có thức ăn xanh như rau, bèo, cỏ, củ, quả. Đà điểu. Đà điểu ăn chủ yếu là hạt hay cây cỏ. Đôi khi chúng ăn cả những động vật nhỏ như cào cào. Không có răng, chúng phải nuốt sỏi để giúp cho việc nghiền thức ăn trong mề. Chúng có thể đi trong một thời gian dài mà không cần đến nước, mà chỉ dựa vào độ ẩm của những cây cỏ chúng nuốt vào. Tuy nhiên, chúng thích nước và thường hay tắm. Tuần lộc. Họ hươu nai. Thực tế, chúng là loài hươu lớn, nhưng thường sinh sống ở những vùng có khí hậu lạnh giá như tuần lộc Bắc Cực, Nam Cực và một số khu vực phía Bắc châu Âu và châu Á. Vì thường sống trong các vùng băng giá nên tuần lộc có lớp mỡ và lớp lông dày. Tuổi thọ của tuần lộc có thể kéo dài từ 10 đến 15 năm. Thức ăn của chúng là những loài cỏ có sẵn trong tự nhiên như địa y, rêu và nấm. Thank you.